Giống như con thấy cái đồ ăn cúng này ở đây có rất nhiều vị mà con không thấy được. Dạ. Tại sao như cúng như vậy ăn được không? Dạ. Người nào nó ăn được là do cái định lực của người tu, chúng ta nghĩ tưởng đến họ. Giống như con hồi nãy thầy đọc á, tất cả đều do tâm mà ra. Ví dụ như tâm con mở rộng thì thức ăn sẽ mở rộng. Tâm con cái vị ngạ quỷ đây làm sao ăn với cái thức ăn này, do cái sự hành trì. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì Bùi Hồ cùng với lại thầy Trúc Phương cũng như là em nhân chứng sẽ đi đến một cái ngôi mộ ở giữa gần nước của cái ngôi mộ, cái tên cũng khá là lạ, đó là mộ của cô gái áo đỏ. Thì hôm nay thì mấy thầy trò cũng muốn cùng với những cái chút vỗ lại của mấy anh em như thế này nè, ra ngoài đó để cúng cho các trong linh của cô được có thể gọi là nhẹ nhàng cũng như là được siêu thoát. Và mời cô bác quý anh chị tiếp tục cùng theo hành trình của mấy anh em cũng như là thầy Phương nha. Đây là các phần mà hôm nay buổi cúng ngày hôm nay nè. Dạ. Hôm nay thì em cũng có chuẩn bị đồ cúng rất là nhiều anh Hồng, nhưng mà do là mình phương tiện mình ra đó hơi khó đó, cho nên anh em mình tiết chế lại. Bây giờ thì các anh em sẽ xuống ghe. Nó rất là gập, nên là thử là các anh em sẽ tiết chế lại cái phần nào giảm được. Có gì đâu, nó có gì đâu. Ôi. Đã 4 năm rồi. Đấy không cô? Em đi đâu? Em đi xuồng nào? Này đây. Em đi chung với thầy ha. Rồi đi thầy đi. À. Ôi cái xuồng, cái vỏ lãi này nó chồng chền lắm. Đi ra xa không anh? Ôi từ anh ơi, từ anh ơi. Chồng nó rớt á. Dạ. Sư phụ ngồi đi, sư phụ. Rồi đi sư phụ. Đứng nó bị chồng chền đó thầy. Thầy có quen đi vỏ lãi này không? Mới đi lần đầu tiên ấy. Dạ. Mới đi lần đầu luôn hả thầy? Đây là một cái huyện Cần Giờ. Đây là một trong những cái rừng ngập mặn cũng khá là lớn ngay tại thành phố Hồ Chí Minh này. Hôm nay thì đi đoạn đường cũng khoảng hơn 30 phút. Những cái chiếc vỏ lãi như thế này, vì cái vỏ lãi nó, cái ghe nó nhỏ quá nên là nữ là thành thử phải đi hai chiếc cho nó có độ an toàn. Chưa mà cái đó là cái ông ở trên xác á, ông ở đó rồi ông chôn đất rồi xong rồi cái thấy vậy cái sụp mấy bà con ở đây đó là mới thấy vậy rồi nên là mới đem đào cốt bà lấy lên rồi làm cái quách á, bỏ bà trong rồi mới lắp lại cái mộ xây mã cho bà là cái mã vàng á. Lúc đó thì ai phát hiện ra cái đó là bà đó Hồng ở trên xác á, ổng vào về quê rồi hồi đó là ổng về ngay bốn ba bốn chục năm rồi. Nhưng mà đi đâu mà lại phát hiện như vậy? Thôi ông làm ăn đó. Ở đó hồi trước là có người ở ha. Có người ở. Đó buôn bán ở đó rồi ông làm ăn đập về đó. Nhưng mà nghe nói cũng rất là linh, bà rất là linh ha anh Minh. Mặc đồ đỏ luôn hả anh? Thôi bây giờ Nhân ơi, mấy anh em mình tranh thủ đi, tại thị triều nó sẽ lên nhiều đó. Nên là nữ chạy ra ngoài đó đi, mình sẽ chia sẻ thêm cái câu chuyện đó. Chia sẻ với lại cô bác, với anh chị cũng như là tất cả các bạn, thì cái diện tích của gần nước Cần Giờ này khá là lớn. Và đặc biệt ở đây thì với số lượng khỉ rất là nhiều, nên là nữ là khi mà về đến Cần Giờ đó thì ngoài việc mà ngắm biển ngay tại Sài Gòn thì mọi người đến đây cũng có những cái điểm tour du lịch tham quan về cái những cái đảo khỉ Cần Giờ. Và người dân ở đây họ sống chủ yếu với lại một cái nghề gọi là nghề đánh bắt,
như thế này là những chiếc ghe, như thế này là những chiếc đánh bắt, hoặc là họ nuôi những cái con nghêu, con hào ở đây đó cô bác quý anh chị. Và biển Cần Giờ đó thì người ta được ví von nó như là một cái lá phổi của Sài Gòn, vì khi mà với một cái trữ lượng gừng rất là lớn như thế này thì nó là thanh, nó làm sạch cái môi trường không khí cũng như là chất thải từ cái trung tâm của thành phố Sài Gòn. Nếu như mà Bùi Hồ không có nói thì chắc có lẽ rằng là cô bác với anh chị sẽ không nghĩ rằng nơi đây lại thuộc đều vào nước không. Lần đầu tiên mà chứng kiến cái cảnh mà đi cứu là một cái ngôi mộ lại nằm giữa một cái khu vực nước như thế này. Và ở dưới này là cư dân ở đây họ nuôi hào của cô bác với anh chị. Lần đầu tiên đi cái chiếc vỏ lãi như thế này mà bị chạy nhanh, so gió nó mạnh đó, với lại sóng thầy ướt hết à. Mọi người nhìn áo của thầy nè, thầy nói không sao đâu, để tí nó khô à. Phải biết nỗi khổ cũng sạch hay con ha. Dạ, nhưng mà ướt gì lạnh không thầy? Trời nắng gì lạnh gì, con thấy trời nắng về nắng đầu thì nóng rồi nhưng, nhưng mà nếu như vậy thì nó sẽ dễ bị cảm. Phải, cái áo này nó sẽ hút nhanh thôi. Dạ. Trời ơi, tới rồi, một cái khu gần nước gặm gạp luôn. Và đến cái khu gần nước này thì rất là vất vả và cực luôn. Và thậm chí là thầy Trúc Phương đã bị ướt hết cả cái y của thầy rồi. Vô ở đây. Thôi về không luôn. Thầy bị ướt hết nhân ơi. Ướt luôn rồi, mình ướt ướt rồi. Đang ướt áo luôn rồi. Chú em vô hoài, tới cái mạng em luôn hả? Lần đầu tiên lần đầu tiên mà đi xuồng lại bị ướt luôn hả thầy? Em mới sao thải? Thôi vậy thôi. Không sao, không vô là mặn. Mặn mà cho nó đúng ha. Ồ, bởi vì cái đông đây mà sao mà phát hiện ra hay hơn mình ha. Đó đây đâu có cây nước rừng đâu. À, không có nước hả? Ờ, nhưng mà sau này thì trồng nước lên ha. Phải lội ha anh Minh. Anh Minh ơi, phải lội xuống. Kìa, tới rồi mọi người. Thấy một cái ngôi mộ đỏ, ngôi mộ màu vàng á. Nếu như mà không có người dân địa phương thì chắc có lẽ là mấy anh em cũng sẽ không biết đâu. Phải tháo giày ra hả anh Minh? Hả? Nước lớn nè, chứ gặp nước rộng là bị mùi máy. Trời ơi, hôm nay lại thầy lại lội nước mặn luôn rồi. Vất vả quá. Dọn nào? Dọn cho sạch sẽ lại. Cứ để gần vậy cho giữ đất chứ. Ở dưới này cây nhiều lắm hả anh? Cây dưới này à. Rồi. Rồi vậy có chỗ để mình để đồ cúng không? Thì nó khô rồi. Không có khô mà ướt mà nó sạch. Rồi kéo từng chiếc vô hả anh? Có lời bộ vô đây không? Dạ. Lội nước đó thầy. Hôm nay là gần luôn chứ đâu phải là gì đâu con. Dạ gần nước đó thầy. Cái lội
vô hả? Dạ. Cởi dài, cởi thân cùng lên giống như mấy đứa hả? Dạ. Ôi ôi ôi, trời ơi. Có sao không anh? Rồi, cái đó kia vô đây. Khô rồi. Không có khô rồi, ướt mà nó xịn. Kéo từng chiếc vô hả anh? Không tới nổi, tới đây rồi. Rồi, rồi, hết rồi. Có lội bộ vô đây không? Dạ. Lội nước đó thầy. Hôm nay là gần luôn chứ đâu phải là gì đâu con. Dạ, gần nước đó thầy. Nó lội vô hả? Dạ. Cởi dài, cởi xong bụng lên giống như mấy đứa hả? Dạ. Ôi ôi ôi, trời ơi. Có sao không anh? Rồi, kéo cái kia vô đây. Kéo hoài là nãy ra. Nhất của giảm nữa thầy ha. Con thấy cái mộ mấy chiến sĩ nằm đây đâu đáng thương, mấy cái giả mình là nhìn mộ. Dạ mà thấy lạnh lẽo mình ha. Đánh súng cho người ta. Dạ. Hôm nay là mình cái buổi cúng này là sao nè, ý nghĩa không? Con ý nghĩa hả? Dạ. Ý nghĩa là mình làm cho người ta một cái cảm giác là ấm cúng, có người quan tâm. Dạ. Thì đó là ý nghĩa thôi, ý nghĩa của đạo Phật là luôn mến thương muôn loài, con nguyện mến thương muôn loài là gì đó. Dạ. Để lội bộ vô hả? Lội vô hả anh Minh? Thầy quần lội vô thầy ơi. Trời ơi trời. Trăm chứ có gì đâu, mới sợ. Thầy nói là thầy quần thầy rộng mà. Thầy nói là nằm ở đây thì thấy lạnh lẽo, thầy vô đây đi. Ngang tay thì trong đáy, còn mấy cái dọc dọc phui nước kìa là tự hào. Có chừng bị cua kẹp nghe. Thầy ướt không? Con ướt không còn chỗ luôn. Anh bự quá anh nhẹ con. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Chắc nhờ anh ấy nè, anh anh Minh, anh Minh với Phúc Anh cái ghế. Dạ. Thầy ơi, thầy bước trước đi thầy. Thôi, con bước trước đi thầy. Để con thị phạm cho thầy ha. Thị phạm gì con, ta đi trước. Dạ, để có gì thầy theo bước chân của con. Thầy té, thầy mùi hồ té thì thầy đi đường khác. Dạ. Trời ơi trời. Ui. Đi đại đi anh ơi, không biết được đâu. Để tôi lội thì xách đầu đã chịu ướt rồi mà. Ui ui. Đi đường khác nữa. Thầy săn lại lên dò luôn thầy. Không quần thầy rộng mà. Cái quần săn khó lắm. Cái này có đem lên không vậy? Nhớ năm nghe. Cái gì con? Cái ui. Trời ơi thầy có dây không, thầy cột treo lên. Nhớ cái bộ phim Đất Phương Nam quá à Nhân. Giác lại lên đi. Trời ơi biết. Ôi trời ơi. Đâu có nói. Thầy bước lên. Dạ thầy bước lên, dạ, thầy bước lên cái ghế của gần nước ở đây. Kéo. Như đồ vô kéo. Ghế của cây nước á nó chắc không? Được không thầy ơi? Có được đi nè. Thầy. Được. Rồi đi con, đi con. Trời ơi trời. Đi cặp đứa vậy được khỏe luôn á. Ui. Đi ui à. Chị em lại em lỗi đây. Thì mình lỗi thì khỏi đi tập nước. Mọi người đúng, đúng chơi cho thiệt chứ. Đúng dữ rồi anh ui à. Từ từ. Nhân nó coi Đất Phương Nam biết không? Đất dạ. Phương Nam ta đi leo nước, nước không à. Cái ghế nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó chịu được sức nặng nhiều lắm. Nhanh ít lúc. Ngày sau có thầy nè. Ui ui ui. Trời ơi. Nó lúng quá nè. Bàn chân nè. Thầy cũng phải lội bộ săn luôn chứ thầy cũng là người chứ không phải thầy gì đâu mà sợ. Thầy đi chơi mà ai, ai đâu đi chủ. Nó cực nhọc vậy thầy. Ủa sao Phước lên hả Phước? Được không thầy? Thầy này quả từ nãy, đưa đây con quả từ nãy cho. Được rồi con. Dạ.
cây có chừng nha. Cái ở dưới này nó rất nhiều cây á. Cái ngay chỗ cái bước chân của thầy đi á. Nè thầy đi đi theo bước chân của con. Con đi chỗ nào được là thầy đi vô cây á, đừng có đi vô cây. Không không, này thầy đi theo bước chân của con nè, đi đường này qua đây được. Lúng con ơi. Bước đi này, bước đi không sao hết. Thầy theo bước chân của con thì sao á? Thấy chưa? Đi đứng ở cây á. Dạ. Ôi trời. Ui, đúng đây. Nhấn đó. Dắt liền. Bỏ thầy nó luôn. Bỏ thầy. Ui. Sao lại bỏ sư phụ? Thầy đâu rồi? Đi. Dạ. Ôi, giời ơi, cực khổ cho thầy quá rồi. Rồi bây giờ đến cái nơi mà mình cũng cần đến luôn mọi người. Để quay lại cho cô bác quý anh chị. Dạ. Cái đồ mà cần cho phụ nữ. Ở đây cái khôi ngôi mộ thì tổng thể có xịt dầu thơm luôn anh. Dầu thơm như thế này hả anh? Bà. Thầy đó ta ấy ra mua thịt bà đó. Dạ. Dạ. Cái tay thầy ghế nè. Không, không con có cái khăn này. Nay là cúng là kiểu là chơi là đứng luôn á. Không dám dường á. Bây giờ con có ống vừng lên đi. Thôi là đây, bây giờ mình bài đồ như thế nào con biết con sắp luôn. Tôi bài luôn, bài trước. Dạ, ở phòng ngộ được không? Rồi rồi. Dạ. Ông thầy ông lấy thùng là ông liệt cái dồn lên đi. Ông vừng lắm. Đừng sợ rác bậy nữa. Nè thầy, dạ, thầy xong quần luôn nè. Mọi người xả rác ở đây nhiều quá, mình làm đó, dọn gọn đó, kỹ hết mới được. Đây là ngôi mộ của cắm hoa vô giùm em ha. Của bà áo đỏ hả? Ngày 10 tháng 3 năm 2009 là ngày này. Cầm giùm em luôn đi đặng em xách đồ. Ok. Ngày này là ngày phát hiện hay sao? Của bà áo đỏ hả? Ngày 10 tháng 3 năm 2009 là ngày này. À, ok, ngày này là ngày phát hiện hay sao? Tại sao mình gọi là bà mộ bà áo đỏ vậy anh Minh? Mà sao gọi là bà áo đỏ anh? Tại là bà mặc đồ đỏ, hồi bà chết bà mặc đồ đỏ. Nhưng mà lúc mà mình phát hiện hay là lúc bà mất? Lúc bà phát hiện. Lúc nãy thì anh có chia sẻ là bà phát hiện bà cái thì bà mất thì nằm ở đây luôn ha. Nằm ở trong kia. Trong kia. Lúc trong kia. Dạ. Dạ. Thì phát hiện bà thì bà bộ xương của bà nằm ở trong đó. Dạ. Năm 2009 là phát hiện, năm phát hiện hả anh? Phát hiện trước rồi mấy ông mới chôn lại ra đó rồi cái sạc lão rồi bà mới di sinh rồi dời ở đây là cái nền gò này đó của bà Hồng, của bán quán này nè. Dạ. Là bán quán này nè. Vậy ở đây ngày xưa cũng sầm khuất ha? Không có khuất, chống lỏng. Có nghĩa là ngày xưa ở đây vẫn có người sinh sống á? Có, sinh sống rồi, đóng đáy rồi, nó banh thân banh trong đây nè. Thân banh trong đây nè. Dạ, thì ở đây thì mình có nhận thấy là có gương nè, dầu thơm nè. Rồi bên kia là son phấn hay gì nhân? Dạ đúng rồi, son phấn lượt. Son phấn rồi lượt. Son môi đồ nhiều lắm. Son môi đồ luôn hả? Dạ. Thơm luôn nè. Có dầu thơm luôn kìa. Và nhân thì đang sắp lại cho để cho thầy cúng nè. Thì ở đây gồm có bột cụm rồi sữa nước bông hoa và áo nè. Cái ngôi mộ này là của bà thì mới sơn lại đây hả anh Minh ơi? Anh Minh mới sơn lại đây hả? Tết năm nào tao sơn đi tả bộ rồi sơn lại. Tại sao thì chọn cái màu vàng này ha anh? Đỏ đỏ rồi thì vàng. Ở đây thì có các trang phục nè. Ở đây là một cái khu gần nước khá là rộng lớn luôn. Trước ở đây luôn á. Ở đây buôn bán này nọ rồi tập trung lại đó rồi có cửa ở trên đây nè. Dạ.
Đó là cái gì, cái cồn hay cái gọi đảo? Cái gò cũng cái cồn gì đó. Nói đây trống lỏng mà không có nước. Lỏng không có gì á. Mới giờ hồi chồng đi hồi bảy mấy. Tất cả nhà mình gần vậy đó, rồi cái ông cho ăn. Bảy mấy là đây chứ. Em nhân xịt dầu thơm rất là nhiều. Cho nên là ở đây mình nghe nồng nặc mùi dầu thơm luôn. Bánh hồ lên xuống một bịch bánh hả? Em Nhân thì thường đi theo thầy Trúc Phương cúng cho các vong linh cũng như là mộ của các thai nhi, nên việc mà sắp đồ cúng thì em Nhân rất là gành hay Nhân ha. Anh ơi em đốt nhang vòng vòng để giùm em nha. Từ lạnh đốt rồi từ. Đốt vòng vòng khu này luôn. Đốt đi. Thầy xe nhà đây mới bỏ tiền vô. Mình đốt nhiều vòng. Tại mấy bà này lại hay đốt gì thì số á, đốt dữ. Mình đốt vào cho mà bà mặt đầu. Như là bà thường cho số hả? Giữa mình không ngờ là giữa một cái khu rừng rậm rạp như thế này á thì có một cái ngôi mộ. Chết rồi. Anh có hút thuốc không? Đi hút, ơi. Quên đem theo quẹt rồi. Không có quẹt hay vậy? Dạ. Ôi trời. Trời ơi, nãy đi tôi cũng có hút mà vừa đi nãy không có đem một quẹt theo, không đem thuốc theo cô. Ôi trời. Có không Nhân? Có nhưng sẵn rồi thì không nhớ mà. Rồi rồi có không? Có. Quẹt nè, phải không? Ý phải cái dầu. Ở dưới ở đó quẹt nè. Trời ơi. Sao không? Cái. Đợi con tiếng nha cô. Cứ làm đi con, không sao đâu con. Ồ, phải kiếm một quẹt. Cháy không anh? Ủa nhanh cái này nhanh kia đâu con. Chết cây. Thấp như thế nào Nhân ơi? Dạ thấp vòng cắm vòng 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 đây cho ấm cúng đó mà. Một bó thôi hay như sao? Thấp hết luôn đi anh. Hết luôn hả? Dạ, thấp hết luôn đi. Hết luôn cô. Gạo sao nhớ ơi, gạo đổ vô muối luôn. Gạo đổ, kế bên muối. Rồi cái đó anh có à? Cái chén cái bánh bỏ một cái chén một bịch bánh kia đó. Ừ. Rồi có không con? Dạ. Dạ có đèn cày. Anh hồi coi chừng không có cái bọc á. Đó nói đúng rồi. Sao em? Còn dĩa không? Còn nè. Đứng dòm thấy hết luôn không? Có từ bạn trong quay nghe không bà con? Có thuốc luôn không Nhân ơi? Dạ. Bạn Gò Công á, nè. Có bỏ rác vô. Đưa em cái cục. Không không cái cục kia, đúng rồi, một cục. Thế tôi đang quay không, tôi thấy ông được rồi. Ba rồi. Rồi hết ra. Em giúp đẩy cho bị tí. Này sao Nhân ơi? Dạ. Không cái đó không có cháo thì thôi bỏ lại đi anh.
mình đốt thuốc dùm. Hai cái rồi hả? Dạ. Cần hai cái rồi hả? Dạ đúng rồi. Để không? Hai cặp. Còn liên bỏ vô, bỏ vô. Rồi tắt. Con cho lại lại lại. Cấp lại, cấp chích miếng nha. Đây là con chụp lại. Nó không tắt thì chụp lại. Cắt, cắt. Nhưng mà phải cắt cái... Có kéo không? Có dao vậy? Thôi khỏi đèn cây này rồi, cái cây gió rồi, khỏi đèn cây này đi. Để chú có tắt đó. Để ai đốt, đốt đi. Thôi để đây luôn đi anh, đốt đi. Để ừ, cứ để đó, có gió mình đốt không được thì để đó, khi nào yên thì đốt. Có đốt thuốc cho em chưa anh Minh ơi? Đốt chưa vậy? Chưa đốt, từ đốt hồi rồi. Tàu quẹt đâu? Đó, quẹt trong cái đó, lún đít rồi đó. Hai bà điếu, ba ông điếu vậy anh Tư. Tại vì có mặt, mặt ngoài chú kỹ. Nhập tỷ lô hoa tháng trời ca trùng vô sư và siêu luân thuế bắc tài đầy diệu cực pháp thăng trăng bắc diệm trăng phán tác tự kỷ quyên trừ nội ngoại đáng địch đàn tràn sai mộc cô các dương sân kiệt quế ban nhi thành tịnh độ sở vị nội ngoại trung gian vô trực quế thanh phàm mô hiền phẩm thanh lương Bồ Tát liễu đầu cam lộ thị năng linh nhất trích biên thập phương tinh truyền cầu quế tinh nguyên trừ linh tử đàn tròn tất thanh tịnh nam mô cam lộ vương Bồ Tát nam mô cam lộ vương Bồ Tát nam mô cam lộ vương Bồ Tát ma tăng dị thanh tịnh thủy biên sái tam thiền nghiêm khiết đạo tràng tuyệt vô triêm quế ôm làm ôm làm dấu mặt ngôn cần đương trì tụng sai tình trơn ngôn nam mô đại bi hội lượng vân bồ tát nam mô đại bi hội lượng vân bồ tát nam mô đại bi hội lượng vân bồ tát thiên thủ thiền nhẫn vương ai đại bi tâm đà ra ni nam mô ra đăng na ra na ya ya nam mô a di đà ba lô diện đà lô ba ca ya bồ đề đà lô ba ya ma đà lô ba ya ma ca lô ni ca ya an đà ba ca ba di sô đà nam mô đà sô nam mô đà kiết lâm bồ đề tâm ma di đà ba lô đây là Phật ra lòng đà bà nam mô na ra đồng tiền như đi ma bằng đa sanh nghe các bạn a ta lợi như bằng a được như các bạn tất cả a ma bà già ma Phật đà độ ra niệm nó a bà lô hệ lô ra đây cả ra đây gì hệ đi ma bồ đề là có đạo Phật đà tâm ta hữu những nhân dục liễu kỳ tam thế nhân đế Phật ân quang pháp giới tánh nhân thiết di tâm tạo nhân nhân dục liễu tri tam thế nhân thiết Phật ân quang pháp giới tánh nhân thiết di tâm tạo dẫn ngôn phá địa ngục an già ra đế giờ ta bà hạng 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 chân ngôn chiều thịnh nam mô bồ đề đề giờ ra đề đa thăng a đa giờ nam mô bồ đề đề giờ ra đề đa thăng a đa giờ nam mô bồ đề đề giờ ra đề đa thăng a đa giờ nam mô bồ bồ đề đề giờ ra đề đa thăng a đa giờ nam mô bồ đề đề giờ ra đề đa thăng a đa giờ ta bà hạng tam ra đề giờ ra 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 ta bà hạng vương Bồ Tát nam mô khải giáo năng đạo tôn giả Phật tử hữu hình vô hồn quy Phật quy Pháp quy Tăng quy Phật Phật rồi một quy Pháp Phật rồi quy Tăng bất rồi bằng sanh quy Phật cảnh quy Pháp cảnh quy Tăng cảnh quy Phật quy Pháp quy Tăng quy Phật sám hối cô hồn đã tạo ra nghiệp sâu cũng bị tâm niệm trong chân ti tự thân niệm ý mà sinh ra tất cả cô hồn nên xin sám hối.
hấp Phật diệt tội chân ngôn đi ba lì bà đây con á con á đây ra ra đi đây đi ra đây đi đây đây mà giờ đây chân ngôn đây ta ba lì bà đi ba đây con á con á đây ra ra đi đây đi ra đây đi đây đây mà giờ đây chân ngôn đây ta ba lì bà đi ba đây con á con á đây ra ra đi đây Nam mô Di Đà Như Lai, Nam mô Bồ Tát Như Lai, Nam mô Bố Thắng Như Lai, Nam mô Như Lai, Nam mô Li Bố Thắng Như Lai, Nam mô Bồ Tát 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 Như Lai, này các vị phật tử, tôi nay xin cúng dường đức an biên mười phương, phật tử hãy tiếp nhận nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả phật tử và chúng tôi đều cùng thành phật đạo. Hôm nay các vị hữu tình tôi được xin cúng dường đức an biên mười phương, hữu tình hãy tiếp nhận nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả hữu tình và chúng tôi đều cùng thành phật đạo. Hôm nay các vị thường quan phật ngày tánh những thiết gì tâm tạo những nhân dục liễu trì tạm thế nhân đều Phật ân quang pháp giới tánh như thế gì tâm tạo như nhân dục liễu trì tâm thế như thi Phật ân quang pháp giới tánh như thế gì tâm tạo chẳng ngôn phá địa ngục an già ra đế giờ ta bà hạng 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 chẳng ngôn triều thịnh Nam mô Bồ Bồ Đề Đề Già Ra Đề Đa Thăng A Đa Già Nam mô Bồ Bồ Đề Đề Già Ra Đề Đa Thăng A Đa Già Nam mô Bồ Bồ Đề Đề Già Ra Đề Đa Thăng A Đa Già Nam mô Bồ Bồ Đề Đề Già Ra Đề Đa Thăng A Đa Già Nam mô Bồ Bồ Đề Đề Già Ra Đề Đa Thăng A Đa Già Ta Ba Hạng Tam Ra Ra Già Ra 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 Ta Ba Hạng Sám hối cô hồn đã tạo ra nghiệp xấu cũng bị tâm niệm tâm chân ti tự thân miệng ý mà sinh ra tất cả cô hồn nên xin sám hối. Hấp Phật diệt tội chân ngôn đi ba lì bà đây con á đây ra ra đi đây đi đây đi đây đây mà giờ đây chân ngôn đây ta ba lì bà đây con á con đây ra ra đi đây đi đây đi đây mà giờ đây chân ngôn đây ta ba lì bà đây con á con đây ra ra đi đây giờ ta ba An tam mu ya ta pa man 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 tam mu ya ta chớ ngon biên thực Nam mô tăng và đăng ra và lợi di đà tăng và đăng Nam mô tăng và đăng ra và lợi di đà tăng Nam mô tăng và Nam mô tăng và đăng ra và lợi di đà tăng Nam mô tăng và đăng ra và lợi di đà tăng Nam mô tăng và đăng ra và lợi di đà tăng Nam mô tăng và đăng ra và lợi di đà tăng Nam mô tăng và đăng ra và lợi di đà tăng Nam mô tăng và đăng ra và lợi di đà tăng Nam mô tăng và đăng ra và lợi di đà tăng Nam mô tăng và đăng ra và lợi di đà tăng Nam mô tăng và đăng ra và lợi di đà tăng Nam mô tăng và đăng ra và lợi di đà tăng Nam mô tăng và đăng ra và lợi di đà tăng Nam mô Tát Đa Bà Ya Đăng A Di Đà Phật Tát Đa Bà Ya Đăng A Di Đà Phật Nam mô Tát Đa Bà Ya Đăng A Di Đà Phật Tát Đa Bà Ya Đăng A Di Đà Phật Nam mô Tát Đa Bà Ya Đăng A Di Đà Phật Nam mô Tát Đa Bà Ya Đăng A Di Đà Phật Nam mô Tát Đa Bà Ya Đăng A Di Đà Phật Nam mô Tát Đa Bà Ya Đăng A Di Đà Phật Nam mô Tát Đa Bà Ya Đăng A Di Đà Phật Nam mô Tát Đa Bà Ya Đăng A Di Đà Phật Nam mô Tát Đa Bà Ya Đăng A Di Đà Phật Nam mô Tát Đa Bà Ya Đăng A Di Đà Phật Nam mô Tát Đa Bà Ang nong 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 ang nong 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 ang nong 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 Mẹ Diêm na tôi nay thành tâm gia trì, thành tâm gia trì. Chư vị nó đủ xong rồi siêu thăng. Mẹ Diêm tôi nay thành tâm gia trì, thành tâm gia trì. Chư vị nó đủ xong rồi siêu thăng. Mẹ Diêm tôi nay thành tâm gia trì, thành tâm gia trì. Chư vị nó đủ xong rồi siêu thăng. Mẹ Diêm mà giật trời ban muôn loài hữu tình sống nhà mẹ Diêm. Nguyện xin tất cả chư vị thọ thực nó đủ. Dạ không ai dạ không
chú gốc dùng nhìn trong đầu nghĩ đến mấy người, tất cả mọi người mặc hết rồi. Đừng nghĩ đến tiền nha. Đừng có nghĩ đến tiền. Nghĩ trong đầu mấy người này sẽ mặc, các vị sẽ mặc được. Cái bài kinh đó là bài kinh thi thực hay là thi thực? Thi thực. Đối với Phật giáo, chúng ta là loài người, chúng ta có một cái tần số sinh học của loài người, gọi là cái gọi là tần số riêng. Còn đối với những các vị mà ở đây cũng là một dạng chúng sanh, họ tồn tại với tần số tâm thức, năng lượng của họ riêng. Giống như chúng ta, cái tai chúng ta có thể nghe được từ 16 hertz đến bao nhiêu theo cái sự mà khoa học. Còn con dơi á, nó có thể dưới 16 hertz, nên sóng âm của con dơi nó làm cho chúng ta không nghe được. Chỉ có loài dơi nghe được. Do ở loài nào thì thích hợp ở đó. Nên chúng ta ở loài người, chúng ta sẽ biết tần số loài người. Còn những cái phần âm này họ ở loài của người của thế giới ngạ quỷ, nên họ sẽ có tần số ngạ quỷ. Đó là một khoa học á, chứ không phải là một khoa học. Nếu người ta không hiểu, người ta sẽ cho rằng nó là mê tín. Thế nên tại sao mà chúng ta lại cúng cái này á? Nó đi từ cái tích của ngài Quan Âm. Bồ Tát Quan Âm là một vị Bồ Tát mà rất là từ bi. Ngài rất là từ bi. Cái lúc mà tôn giả A Nan á, ngài đang nhập định, đang ngồi thiền á, tự nhiên thấy một cái con quỷ nó rất là xấu, mà cái cổ nó như cái kim, cái bụng nó như cái trống. Rồi con quỷ đó mới nói với lại ông hiền giả A Nan á, nói 3 ngày nữa là ngươi sẽ chết chúng ta. Cái ngày hiền giả A Nan, ngài chưa chứng thánh quả, ngài mới đệ tam thiền thôi, ngài cũng còn chưa chứng A La Hán. Thì ngài nghe rất sợ, con quỷ nó hù. Rồi con quỷ nó nói là nếu mà ngươi muốn không có chết, nếu ông không muốn chết ấy, thì ông phải cúng cho ta ăn no đầy đủ, mà phải cúng 49 cái nước Ma Kiệt Đà. 49 cái nước Ma Kiệt Đà là cái nước Bangladesh hay Nepal bây giờ ấy. Hồi xưa Ấn Độ là một, Bangladesh, Nepal, Ấn Độ là xưa là một nước. Nhưng mà thì sau này chỉ nó tách ra thôi. Thì con nói với cái sức tiền đâu mà cúng được bằng 49 cái nước Nepal. Xong rồi tôn hiền giả A Nan mới sáng, hiền giả A Nan mới vô kể câu chuyện này cho Phật, cho Đức Thế Tôn nghe. Đức Phật nghe, vừa nghe câu chuyện xong Đức Phật mỉm cười liền, tại vì ngài biết rằng con quỷ đó là do Bồ Tát Quan Âm quá thân. Ngài mới nói với hiền giả A Nan á, Như Lai sẽ chỉ cho thầy cách cúng. Ngày mai thầy chỉ cần lấy 7 hạt gạo, thầy bỏ vào trong 7 cái hộp, dùng cái thiền định, cái tu của ngài á, cái tu của thầy á, mà cái thầy phải hóa ra thành 40 nước Ma Kiệt Đà. Thì theo như con quỷ đó, thì cái vị biết từ cái tích đó chuyển đây. Giống như con thấy cái đoạn ăn cúng này, ở đây có rất nhiều vị mà con không thấy được. Tại sao như cúng như vậy ăn được không? Người nào nó ăn được là do cái định lực của người tu, chúng ta nghĩ tưởng đến họ. Giống như con hồi nãy thầy đọc á, tất cả đều do tâm mà ra. Ví dụ như tâm con mở rộng thì thức ăn sẽ mở rộng, tâm con nhỏ hẹp thức ăn. Bởi vì người cúng mày không phải chỉ cúng bằng cái ngôn từ, mà bằng cái tâm, ý tâm. Giống như con cúng, con nghĩ tưởng đến họ ăn là họ ăn. Họ ăn bằng cái tần số nghĩ tưởng của chúng ta, chứ không phải ăn bằng cái số vật thực này. Vật thực này ví dụ như một, đây là mấy trăm ngàn cái vị ngạ quỷ đây, làm sao ăn với cái thức ăn này? Do cái sự hành trì, cái tu tập của mình ấy. Bởi vì khi cúng là mình tam nghiệp phải thanh tịnh, thân là cái thân mình phải nghiêm trang, khẩu là khẩu mình phải đọc kinh bằng, chứ không phải, ý là phải thanh tịnh, ý là phải không có nghĩ đến tưởng cái dung tung, nghĩ là tiền bạc hay nghĩ người này hại mình, người kia hại mình, hay là nghĩ hận sân si gì đó, thì cái ý mình sẽ ở đây, thân ở đây, tâm ở đây, nên thức ăn này sẽ biến ra cả dạng, cả tỷ người vẫn ăn được. Một nên mình phải mượn cái vật chất
của thế gian mình chuyển hóa cho loài ngạ quỷ. Có nhiều người họ sẽ nói rằng á, cũng chưa hiểu, giống như chúng ta, giống như chúng ta đến đây chúng ta có phước đến đây, chúng ta có sắm vật chất là chúng ta đây bố thí cho ngạ quỷ. Các vị hiểu không? Dạ. Mình ở đây là, đây là bố thí cho tất cả ngạ quỷ. Ngạ quỷ là ai? Đây là cũng những người cũng hồi xưa họ sống, họ cũng là con người giống như cô bé đỏ này, giờ cổ không biết tên, cổ là người chết trôi được dân ta đến đây chôn, rồi xung quanh đây cây rừng là có nhiều chúng sanh, ngay chiến sĩ nữa. Thì mình nói mình đây là mình dùng tình thương lặn lội đi vô đây để thương, để mình cúng, mà không phải là cúng để mình làm một cái kinh đa hành nào cho mạng biết là mình cúng mình đây. Nên trong kinh nói, nếu mà mình giúp cho các vị này mà siêu á, bằng cõi trời tu một năm, cái công đức, cái công đức, cái phước đức nó lớn cỡ đó. Dạ. Chứ không phải là mình đi cúng vậy là để mình cho cái cả cộng đồng thế giới biết là mình cúng đây. Không có. Dạ. Mình thành tâm, bởi vậy mình phải dùng giới định tuệ của mình để mình giúp cho người mấy vị siêu thì bằng cõi trời tu một năm. Con biết một năm ở cõi chư thiên là bằng, như cái cõi trời dục giới là trời thấp nhất của tứ duyên là bằng một năm đó, bằng trăm năm của mình rồi. Dạ. Nên tụi con hiểu rằng á, chính như vậy mình đi đây mình ngoài cái việc đó, mình mang cái tình thương đó, mình không phải mình tụng kinh để giúp họ siêu. Giống như họ đang bị dưới, không ai giống như giờ con đang ở một chỗ mà không ai thăm con, tự nhiên có người đến thăm con vui không? Vui thì tự nhiên con bẻ được cái niệm buồn, thì con bẻ được cái niệm buồn là con tự siêu, chứ đâu phải là tụng kinh của thầy tụng là họ siêu. Người nào nói mình tụng là người siêu là người đó du khống Đức Phật đó. Là đến đây mình giúp cho họ bẻ được cái niệm đó. Ví dụ như họ đang đói, mình cho họ ăn là bẻ cái niệm đói rồi, tự nhiên họ siêu. Chứ đâu phải là mình tụng kinh là họ siêu. Những người nào mà tụng văn chữ, bởi vậy tụng kinh là phải tu. Nên khi mà nói tất cả chư huynh đệ nào mà đi cúng cái này phải giữ giới. Thứ nhất, đối với chúng ta phải giữ thanh tịnh mới đi tu, mới cúng được. Giống như đối với tỳ kheo là đừng có mắc cái bản thể tỳ kheo là dâm, sát, đạo, vọng. Là bốn cái lỗi đó, mắc đi thanh tịnh không bao giờ cúng được cái này. Dạ. Tại vì mình không có đủ năng lực để chuyển hóa cho. Con muốn giúp cho người ta thì con như phải là người có đầy đủ từ sức khỏe và tiền bạc mới giúp được cho người khác. Mình không có sức khỏe gì sao giúp. Nên đối với một những người và những vị nào đi cúng á, phải nhớ cho giữ giới và tâm bày thương yêu chúng sanh. Chứ không phải là đi để cúng để làm nổi tiếng, để mình làm cho người khác biết mình nổi tiếng, rồi mình làm đủ thứ. Mình có cái đó, cái mục đích của mình, nhu cầu đó là có chừng đó mà tâm mình nghĩ vậy thì cái quả lành không có. Không có phước nào để giúp đây. Nếu mình làm đúng mấy vị này mà siêu thì cõi trời bằng phước đức cõi trời tu năm. Còn hơn cả cái vụ mà cả thế giới đều biết mình. Cả thế giới đều biết mình chỉ là dương đức thôi. Còn cái âm đức nó quan trọng lắm. Âm đức nó mới cứu mình là từ lúc mình bệnh tật gì đó. Ví dụ như người bị ung thư, âm đức nó cũng cứu mình, nó xin ra thuốc. Đó là âm đức quan trọng nhất chứ không phải dương đức. Dương đức là cả thế giới biết. Người ta biết mình nhiều thì mình khổ thôi chứ đâu. Yeah. Nhưng mà cái quan trọng là âm đức, chứ không phải quan trọng là dương đức. Nên cúng này là bắt buộc phải dương đức. Với lại cúng này á, phải cúng này á, tập cho chính bản thân mình nhất tâm hơn. Khi mình cúng này mình nhất tâm, mình niệm Phật hay ngồi tịnh tâm bằng thiền định giúp cho hương linh. Hôm nay thì cũng thời tiết cũng khá là may mắn khi mà có chuyển nhưng mà không có mưa. Thành thử ra là cái việc anh em đi cũng khá là thuận lợi. Nhưng mà cực cho thầy Trúc Phương, thầy phải lặn lội leo lên những cái cây đước như thế này, thậm chí là thầy cả săn cả quần lên à. Thì rất mong là video clip này sẽ cho cô bác quý anh chị hiểu thêm về cái việc mà cúng ở trong đạo Phật, cũng như là việc buổi cúng thí thực hôm nay, và cũng như là về việc mà nghe thầy chia sẻ cái câu chuyện mà việc mà xin số đề á, thì cũng mong là để hiểu thêm, để mà sau này không còn có chơi số đề nữa, tại vì số đề là ma mà, càng chơi thì càng về nước an toàn ha thầy ha. Trời ơi trời, chú lại chú đi chuyên nghiệp mà chú bị ốm ghê. Quả kêu lắm nè. Ô quả hả? Nhân đâu? Đột luôn. Đây là kêu là xả nhiệm nè. Cái cây gãy đước này cứng vậy á. Nó tươi mà. Dạ. Để thử ra nó còn 100 hả? Cứng lắm á.
đúng cây đứng này nó một cây chân nó có gật cái cấu tạo quá ban cho tạo quá nó hay ha tạo quá ban cái gỗ chuẩn bị chụp khố á. Ôi trời nói rồi mà cả nói rồi mà cả à ôi rồi 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 này nè. Lội sình mà không dính sình này đâu phải gọi là lội sình đâu. Dạ. Dù sao thì thầy như thầy lúc nãy thì đi biển mà không có dính nước biển thì gọi là đi biển. Nhưng mà nãy thầy ướt áo khô chứ thầy. Rồi xin chào, hẹn gặp lại cô bác quý vị ở những chuỗi video clip sau nha. Bây giờ đi về. Về. Giờ về chắc đâu có văng nước như nãy nữa ha. Giờ mình đi nước sôi, hả? Mình đi nước ngược, xem nước văng ướt áo chút hả? Ôi ôi. Để quên rồi. Có đi ra làm sao cho mình để kéo không? Ngồi ngay đây nè. Đâu? Kết thúc thôi. Bây giờ về thôi. Cảm ơn các anh, chúc các anh sức khỏe. Trời. Tay kinh những cái chiếc vỏ lãng này ra nè. Anh thầy thầy cái cây ngoài sao thầy ơi. Khổ không? Thấy người ngư dân khổ không? À. Ghi lại cái đoạn này để cho mọi người biết là khi mà thầy đi cúng thì nó sẽ vất vả cỡ nào ha. mấy anh ngư dân là mấy anh phải neo cái chiếc xuồng ra. Nước nó cạn à? Nước đang thủy triều hả? Dạ. Để có được một cái thước phim, một cái buổi cúng thì nó cũng vất vả nhưng mà phước mà. Ôi sao giờ này gió như vậy anh? À giờ này gió lên. Thôi. Em nghĩ là hồi nãy em nghĩ là mưa luôn. À đúng rồi. Trời ơi. Anh Minh được không? Được không anh Minh? Trời. Ghê quá. Rồi, leo lên thôi. Dù xuồng nhỏ sóng lớn nhưng mà vẫn cứ đi à. Chào cô bác quý anh chị, hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau.